Hè xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên nền CT. Và hôm nay là ngày 4 tháng 7. Thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú anh chị mình một ít phôi linh sam ha. Thì trước khi vào clip thì con xin giới thiệu từ giá rẻ cho đến giá vừa vừa. Nói chung là những cây linh sam đa ưu điểm này thì hiện tại bên vườn con đang bán và giao lưu với giá là từ 60 cho đến 100 ngàn một cây. Thì cũng tùy cây, cô chú anh chị mình có thể kết nối Zalo xong rồi điện trực tiếp để lựa cây ha. Có nhiều cây rất là đẹp nha cô chú anh chị, giá chỉ có 100 ngàn thôi nha. Đó, linh sam đa ưu điểm. Rồi sát một bên cô chú anh chị mình đó là những cây linh sam song hình, dáng đổ, dáng bay, dáng quái. Nói chung là rất là nhiều dáng, cái này là tha hồ cho cô chú anh chị mình về mà tạo kiểu, tạo dáng ha. Này, rất là nhiều dáng luôn, dáng bài, dáng đổ gì cũng có hết nha. Đây, đó, linh sam song hình, dáng đổ, dáng bài, dáng quái. Hiện tại bên vườn con đang bán và giao lưu với giá là 190.000 một phôi, 190.000 một phôi ha. Thì cũng tùy phôi nha cô chú anh chị, con chưa có lên mã số cụ thể từng cây được nữa. Rồi để hôm nào con sẽ cố gắng con lên. Rồi tiếp theo thì con xin quay mấy cây phôi linh sam song hình đi. Phôi song hình này thì giá rất mềm luôn, giá rẻ luôn, bao rẻ luôn nha cô chú anh chị, 100.000 một phôi, 100.000 một phôi nha cô chú anh chị, giá rất là mềm luôn nha. Đó, bên đây cũng vậy nè. Nói chung là hàng phôi song hình này của chú anh chị mình có thể kết nối Zalo được thoải mái luôn. Đó, không có vấn đề gì hết ha. Cây đang phát triển rất là ok. Rồi 100.000 một phôi nha. Linh sam song hình. Để cỏ nó lên tùm hết rồi. Rồi. Thì ngoài linh sam song hình đó ra, con còn linh sam siêu bông nha cô chú anh chị. Linh sam siêu bông dáng quái. Thì hiện tại những cây phôi dáng quái này bên vườn con đang bán và giao lưu với giá là từ 180 cho đến 230.000 một phôi. Có rất là nhiều dáng quái khác nhau luôn ha. Thì cái này của chú anh chị mình kết nối Zalo xong ngoài điện để lựa chọn cho cô chú anh chị mình những cái dáng mà theo cái ý tưởng của chú anh chị mình đã có ha. Đó, thì con đã lên xong mấy cái phôi linh sam mà bên vườn con hiện tại đang bán và giao lưu. Thì cô chú anh chị mình có nhà ý muốn mua cây nào thì cứ alo con qua số điện thoại để trên tiêu đề ha, và kết nối Zalo luôn, xong rồi cô chú anh chị mình có thể là điện trực tiếp để lựa cây. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và ủng hộ con trong thời gian qua rất là nhiều, và con xin mến chào và kết thúc tại đây nha.